chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với siêu thị ô tô Hà Nội. Nói là siêu thị ô tô Hà Nội nhưng nó được nằm ở giữa thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ là số 389 quốc lộ 13, Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay hiện tại thì Nhung xin giới thiệu với các bạn một số xe có mặt tại showroom. Trước tiên thì Nhung xin giới thiệu với bạn, đó chính là con xe màu đen rất là sang trọng, đó chính là con Hyundai Tucson. Con Hyundai Tucson này thì odo của nó chỉ có 46.000 km thôi, giá đang được siêu thị chào bán là 788 triệu, các bạn không nghe nhầm đâu, chỉ 788 triệu thôi. Ngoài ra thì siêu thị ô tô Hà Nội còn có hỗ trợ trả góp lên tới là 70% giá trị xe. Các bạn có thể xem là cái màu xe của nó rất là mới, màu xe của nó mới tới 90-95% cơ. Ngoài ra thì các bạn hoàn toàn yên tâm là khi đến với siêu thị ô tô Hà Nội thì khi các bạn mua xe sẽ được vệ sinh từ A đến Z luôn. Khi xe ra khỏi xưởng sẽ hoàn toàn như một con xe mới. Và tiếp theo thì Nhung xin giới thiệu với các bạn một con xe nữa đang rất là hot, đang có màu xanh. Đúng không ạ, các bạn nhìn đây ạ, màu xanh của nó rất là hot. Siêu thị ô tô Hà Nội chỉ về có 2 con và một con được bán trong sáng nay, và còn duy nhất một con. Đó chính là chiếc xe Peugeot 2018 một cầu đang được chào bán với giá là 825 triệu. Con này thì odo của nó chạy mới chỉ có 67.000 km. Khi các bạn mua xe tại siêu thị ô tô Hà Nội thì xe sẽ đảm bảo không tai nạn, không thủy kích và không đại tu hộp số động cơ. Đây ạ, camera có thể quay vào đây một chút ạ. Đó, các bạn có thể nhìn được cái màu xe. Màu xe nó sẽ rất là hot luôn. Màu này đang rất là chạy và nó là cái màu thời trang. Tiếp theo thì bên cạnh Nhung đang có một con xe cũng được chào bán với giá chỉ có hơn 800 triệu thôi. Các bạn nhìn ra là xe gì không ạ? Con này đó chính là chiếc xe Mazda CX-5 đang được chào bán với giá là chỉ có 825 triệu. Con này thì odo quanh quẩn chạy chỉ có 16.000 km và lại còn hơn nữa có hỗ trợ trả góp lên tới 70% giá trị xe. Các bạn chỉ cần bỏ ra số tiền có 30% giá trị xe là các bạn có thể băng một chiếc xe này về. Màu thời trang nãy giờ Nhung nói hơi nhiều rồi đúng không ạ? Và tiếp theo thì Nhung xin giới thiệu với các bạn đó chính là một chiếc xe màu đen rất là sang trọng. Nhung xin giới thiệu với các bạn đó chính là chiếc xe Peugeot 5008 đang được chào bán với giá chỉ có 999 triệu. Các bạn không nghe nhầm đâu, chưa tới 1 tỷ đồng luôn mà các bạn có thể có được một cái chiếc xe rất là đẹp. Thì bên cạnh con Peugeot này thì sẽ có một con xe màu trắng. Xe màu trắng thì đi nó sẽ rất là sang trọng. Đó chính là con xe hạng sang giá chưa tới 2 tỷ đồng. Xe hạng sang nhá mà chưa tới 2 tỷ đồng luôn. Giá của nó chỉ có là 1 tỷ 750 triệu với con Lexus 350. Thì các bạn thấy là tuyệt vời đúng không ạ? Quá là tuyệt vời. Màu sơn của nó mới tới 90-95%. Xe được sản xuất từ năm 2014 mà đến bây giờ 10 năm rồi chỉ chạy có là 62.000 km. Mỗi năm là chưa đến 1 vạn. Các bạn hãy cùng Nhung vào trong nội thất để xem xe chạy 10 năm rồi thì nội thất của nó như thế nào nhá. Đó, như các bạn đã thấy là cái nội thất của nó rất là mới đúng không ạ? Ghế bọc da này, rất là mịn, có cửa sổ trời. Ví dụ như các bạn đi du lịch này, có trẻ nhỏ này hoặc là đi du lịch với bạn bè thì chúng ta có thể mở cửa sổ trời lên, cũng rất là thoáng và mát. Được rồi ạ. Và tiếp theo cũng một con xe màu trắng nữa, đó chính là chiếc xe Mazda CX-8 đang được chào bán với giá chỉ có là 925 triệu. Con xe này thì vừa mới về siêu thị, gần như là mới, hầu như là không phải dọn dẹp gì luôn. Chiếc xe Mazda CX-8 này được sản xuất từ năm 2022, vẫn còn hạn bảo hành đến tận 2025. Và tiếp theo, nếu như các bạn yêu thích Hàn Quốc thì Nhung xin giới thiệu với các bạn một chiếc xe đến từ thương hiệu Hàn Quốc, đó chính là chiếc Kia Sorento. Con này đang được chào bán với giá là 1 tỷ 155 triệu, cũng hỗ trợ trả góp ngân hàng lên tới là 70% giá trị xe. Chạy odo hiện tại là chỉ có là 13.000 km thôi. Như các bạn đã thấy là cái màu xe của nó rất là mới, mới tới 90-95% xe. Macarang nhà Kia mới đây ạ, các bạn nhìn thấy logo này, có cả cam 360 độ. Cam 360 độ này thì sẽ rất phù hợp cho những tay lái mới. Ngoài ra thì Nhung cũng xin giới thiệu với các bạn một mẫu xe nữa đến từ nhà Kia, đó chính là chiếc xe màu xanh này đây ạ. Đây, camera lại gần đây ạ. Các bạn thấy không, xe màu xanh năm nay cái màu này đang rất là hot và bán rất là chạy luôn. Đó chính là Kia Carnival. Kia Carnival này đang được chào bán với giá chỉ có là 1 tỷ 780 triệu. Các bạn không nghe nhầm đâu ạ, chỉ có 1 tỷ 780 triệu thôi. Và tiếp theo thì các bạn nhìn biển số nhé. Biển số là biển số đến từ thành phố luôn. Có hộ khẩu thành phố thì hoàn toàn yên tâm, vì xe này các bạn sẽ không phải mất lệ phí để sang tên nữa. Và có cả cam 360. Ngoài ra thì với cái màu xanh này thì bên Nhung còn có một lựa chọn cho các bạn nữa. Đó là, xin mời các bạn xuống đây ạ. Đó chính là chiếc Carnival với màu xám. Nó sẽ có hai màu cho các bạn lựa chọn, có rất là nhiều màu sắc cho các bạn có thể lựa chọn. Xe Carnival này thì với giá là 1 tỷ 475 triệu.
và có hỗ trợ trả góp là lên tới 70% giá trị xe. Vì vậy các bạn hoàn toàn có thể yên tâm, các bạn chỉ cần bỏ ra số tiền nhỏ thôi là mình có thể dinh được em nó về rồi. Ok, hiện tại thì siêu thị ô tô Hà Nội thì địa chỉ số 389 quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang có rất là nhiều xe để cho các anh chị lựa chọn. Và siêu thị ô tô Hà Nội 389 cũng đang cần mua rất là nhiều xe. Nếu anh chị có nhu cầu bán xe thì hãy liên hệ theo số điện thoại ở trên link nhé. Và nếu như bạn thấy video này hay, hãy cho Nhung Sim một nút like, một nút chia sẻ và bấm vào nút thông báo để đón chờ những video tiếp theo nhé. Xin chào và tạm biệt các bạn.